Thưa quý vị, thưa các bạn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển được xem là động lực tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách, mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đồng bộ. Vì vậy, Bộ Công Thương đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đánh giá của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ đã đạt được những kết quả nhất định. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ bước đầu đã phát huy tác dụng, tạo tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định 111 vẫn còn tồn tại một số điểm vướng mắc, bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Đó là các nội dung liên quan đến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đối tượng được hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, vân vân. Cục Công nghiệp nhận định, sản xuất công nghiệp hỗ trợ gồm nhiều lĩnh vực mới, danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển tuy đã được xây dựng khá rộng để tránh bỏ sót, nhưng vẫn còn thiếu cụ thể vì không thể liệt kê đầy đủ hàng ngàn chi tiết linh kiện phụ tùng. Mặt khác, danh mục này chưa bao trùm hết các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cần ưu tiên phát triển của từng ngành. Nhiều doanh nghiệp khi đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ băn khoăn không biết sản phẩm của mình có thuộc danh mục được hưởng ưu đãi và hỗ trợ của Chính phủ hay không. Điều này dẫn tới thực tế là doanh nghiệp có thể phải mất thêm nhiều chi phí, thuê luật sư, tư vấn và mất thời gian xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trong việc đề nghị xác nhận ưu đãi. Ngoài ra, đặc điểm sản xuất của một số ngành như dệt may, da giày khác hẳn với các ngành công nghiệp khác như ô tô và điện tử. Nên việc các sản phẩm dệt may, da giày cùng được xếp trong danh mục với các sản phẩm ngành ô tô, điện tử là chưa thực sự hợp lý. Cũng như việc xây dựng một khu công nghiệp dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may, da giày là hết sức cần thiết. Trước hết ta phải thực hiện 3 khâu. Một là các cái thủ tục đất đai, ưu tiên cho các cái cụm công nghiệp hỗ trợ phát triển và có những cái sách cụ thể trong việc đất đai. Cái thứ hai là cơ chế tài chính. Đối với lại tài chính, đây là một vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam đang là một bài toán nan giải. Cái thứ ba là vấn đề thuế. Tức là thuế đối với các doanh nghiệp, nếu những doanh nghiệp đầu tư về cái công nghiệp hỗ trợ, ví dụ như là mở các cái cụm khu công nghiệp chuyên ngành cho công nghiệp hỗ trợ, rồi đầu tư các cái nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, thì sẽ được miễn giảm thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có một cái sức bật lớn. Các doanh nghiệp dệt may rất là phấn khởi và được chính phủ quan tâm để thúc đẩy cái công nghiệp hỗ trợ nó phát triển. Tuy nhiên là chúng tôi cũng mong muốn rằng cái này cũng đã từ lâu nhưng mà nó chậm vì nó chưa cụ thể, và chúng tôi mong muốn rằng nó phải cụ thể. Ví dụ nó giải quyết được những vấn đề là mặt bằng này, đất đai này, vốn liếng này, có những cái khu công nghiệp lớn để dành riêng cho cái phát triển công nghiệp hỗ trợ của dệt may chẳng hạn, thì đó là cái điều mà ngành dệt may cũng như các doanh nghiệp dệt may rất là mong muốn để có thể phát triển cái xuất khẩu của mình một cách có hiệu quả. Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung sẽ thay thế điều 12 của nghị định số 111/2015/NĐ-CP về nội dung chính sách ưu đãi đối với dự án sản xuất hoặc tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Cụ thể, đối với chính sách ưu đãi thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Về thuế nhập khẩu, được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên, phát triển theo quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với chính sách ưu đãi về thuế đất, mặt nước, thì dự án sản xuất hoặc tham gia các công đoạn sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ khi được xác nhận ưu đãi, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 7 năm tiếp theo. Hiện nay, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin Điện tử của Bộ.